của siêu thị Kim Quốc Tiến, và hôm nay Vân sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu bồn cầu hai khối đến từ thương hiệu Cotto, một thương hiệu bồn cầu được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Bồn cầu hôm nay Vân giới thiệu có mã số C12377. Thì các bạn có thể thấy bàn cầu này được thiết kế khá là phá cách với chân cầu không cần trơn láng và không có nhiều ngóc ngách, giúp cho việc vệ sinh dễ dàng hơn. Hơn nữa thì bồn cầu này được sử dụng nắp nóng êm hạn chế tiếng ồn cùng với hai nút nhấn tiết kiệm nước lần lượt là 3 và 4,5 lít. Thiết kế củ cắt nước thì cũng khá là vuông vắn với kiểu bầu tròn khá là đẹp mắt. Thì ở bồn cầu này thì sử dụng hệ thống xả xoáy. Lòng bồn cầu cũng khá là sâu cho nên khi sử dụng sẽ hạn chế được việc nước văng ra bên ngoài nhiều. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nha. Mọi người cũng đừng quên like, subscribe cho kênh siêu thị Kim Quốc Tiến. Và bây giờ chào tạm biệt.